vậy nha. Kính thưa quý vị, hôm nay thì Hồ Việt Trung rất là vui khi được nhận nút vàng trên YouTube của Hồ Việt Trung. Nhân đây xin được cảm ơn tất cả quý vị khán giả đã yêu mến Hồ Việt Trung, đã đăng ký theo dõi cũng như là ủng hộ những sản phẩm của Hồ Việt Trung để Trung có được nút vàng này. Bao nhiêu năm rồi thì ước mơ của mình hôm nay thì cũng thành sự thật. Và mình sẽ cố gắng để ngày càng phát triển kênh YouTube của Hồ Việt Trung hơn nữa. Và rất mong là càng ngày quý vị sẽ yêu mến Hồ Việt Trung nhiều hơn nữa. Và nhân đây thì cũng xin được thông báo chút xíu với tất cả quý vị là những dự án sắp tới của Hồ Việt Trung trong năm nay, sau những cái MV về Bolero mà quý vị từng yêu mến thì Cứu Tiểu Thơ đã làm phần 5 rồi thì chắc chắn năm nay sẽ có phần 6. Và rất mong là khi phim ra thì mọi người sẽ yêu mến và ủng hộ cho những sản phẩm của Hồ Việt Trung cũng như là kênh YouTube của Hồ Việt Trung nha. Cảm ơn rất nhiều.